Trong tháng 7, Oh Soo-jae đã bị bắt khẩn cấp vì tội danh xúi dục Jip Park Soo-yeon và là nguyên nhân dẫn đến sự vụ tự sát của Hon Seok-bun. Cô tình cờ có mặt tại hiện trường cái chết của Park Soo-yeon và cuộc gọi cuối cùng của Hon Seok-bun trước khi chết cùng với luật sư. Đặc biệt, nội dung cuộc điện thoại có nhắc đến Park Soo-yeon. Kết quả là cô đã bị bắt ngay tại trường đại học mà không có cơ hội chứng minh sự trong sạch. Trong tập 8 sẽ phát sóng cho thấy Oh Soo-jae đang ở trong trại giam, không còn là một luật sư phong độ. Oh Soo-jae giờ đây trông rất tuyệt vọng và cô đơn, như thể cô đã từ bỏ mọi thứ. Tuy nhiên, ngay hình ảnh tiếp theo, khi chất ngày nào lại trở về, Soo-jae dường như đang tìm nén sự tức giận đang dâng trào của mình. Oh Soo-jae bị vu oan là thủ phạm sau khi cố chứng minh sự thật về cái chết của Park Soo-yeon. Số phận của cô đã thay đổi chỉ sau một đêm. Oh Soo-jae sẽ gặp rất nhiều bất lợi trong việc chứng minh bản thân trong sạch. Đầu tiên, Hoàng Lạc Bài Đảo đưa tin thất thiệt khiến nhóm sinh viên phải thốt lên, đúng là một lũ nhà báo rác rưởi. Nhưng công chan đã phán đoán được rằng đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Tiếp theo đó, cảnh sát đã bắt đầu khám xét văn phòng và nhà riêng của luật sư Oh, và một thứ gì đó đã biến mất khiến Soo-jae lo lắng. Rất có thể đó là chiếc laptop mà công chan đã phát hiện ra trước đó. Bên cạnh đó, đại diện công ty luật TK cũng mở cuộc họp báo tuyên bố họ không có bất kỳ dính líu gì đến chuyện này. Nhóm sinh viên của Soo-jae ra sức tìm kiếm chứng cứ chứng minh giáo sư vô tội, tuy nhiên gặp không ít khó khăn, đặc biệt khi một số chứng cứ đã bị tiêu hủy. Trong lúc này, Soo-jae trong trại giam đang phán đoán về kẻ có thể dùng Hon Seok-bun để cuốn mình vào. Liệu Hong Chan và nhóm sinh viên có thể tìm ra chứng cứ chứng minh giáo sư Oh bị vu oan không? Soo-jae sẽ làm gì khi bị cô lập trong trại giam và gặp toàn những tình huống bất lợi? Hãy cùng chờ xem nhé!